anh nghĩ là mình nên ăn thử cream roast pasta best. Vongole bay to cream pasta. Seafood oil pasta. Ok anh. Là seafood tomato nữa nha. Ba món này là anh chọn, còn em chọn một món nữa là. Vậy em chọn cái seafood tomato. Tomato hả? Cay nha, được không? Ok, em cũng cay được. Phim nghe nói nha. Olive oil
ăn ngoài nó cũng mập lắm. Mình nãy giờ mình thấy cái sợi mì cũng hơi gấp với cái mì ý bình thường. Mì ý bình thường thì nó sẽ tròn tròn, hơi diệt diệt, hơi cuốn mù xíu. Cái này gọi là cũng mập. Vì sao thì các bạn tốt nhất là ăn trong siêu thị nó sẽ an toàn hơn. Còn nếu mà các bạn bắt trong biển thì các bạn phải biết cái mùa nào ăn được nha. Nếu mà các bạn ăn mà sai cái mùa là các bạn có thể nguy hiểm. Rồi cái tỷ lệ cái mì ý với lại mì hải sản như nào, nó tuyệt vời hay là... Anh thấy nó hợp với nhau. Hợp với nhau hả? Ăn một miếng vô là thấy nó vừa mì vừa hải sản rất là hợp. Đây là yuza, nếu còn yuza còn đây là jamon. Jamon là bưởi Hàn Quốc. Cũng như cái bột cam. Thường cái nước này là uống trà nóng cũng được, mà trà nóng cũng ngon ấy. Ăn được cũng được. Dạ được. Món tiếp theo. Đây, món này là làm bằng từ cố xôi. Cũng có loại khác đó là làm bằng heo nhưng mà chắc bán ở chỗ khác. Ăn cái này cũng rất là nhiều hấp dẫn. Còn đây là mì ý, mì đồ hải sản và loại cay nha. Cay gấp 3 lần á. Được cái nhân không? Mày ăn năng. Cảm giác mình đang ăn mì ý sinh tố bốc xôi với cả sốt ở đây thì bằm nhuyễn ra rồi. Đây là lúc mình ăn thì nó giống như là sốt chứ không phải là một cái miếng gì đó. Dễ ăn ngon. Vậy bây giờ em sẽ ăn thử món này nha. Ăn đi. Cay hả? Ừ, em thử đi. Ừ, cái này cay nồng nồng nha. Ừ. Giờ mới cay. Với cả thấy cái vị sốt gà nó đậm đà hơn thì cay. Ừ. Lúc mà mình nấu mì ý á, thường thường người ta dùng ớt ý. Nó không như ớt Hàn và ớt Việt. Mình tự ăn cũng ngon nhưng mà lúc nhau ăn thì nó sẽ ngon hơn. Thì em sẽ ăn món này. Anh sẽ ăn món đó. Không nhiều lắm. Cho ăn ớt. Mình thấy cái lúc mình vào nhà hàng này thì phải đi bộ hơi nhiều và giống như là một trong những cảnh phim rộng á. Nhìn không gian và nhìn cái kiểu nhà hàng thì cũng gọn như Hàn Quốc nhưng mà nó vẫn kiểu là vì ta nhẹ nhàng. Giá thì không nhẹ nhàng nhưng mà đi nhẹ nhàng. Trang trí đồ ăn cũng ở đây cũng đặc biệt, món nào cũng xịn, sang trọng. Mình cảm nhận được mỗi món đã được chăm chú rất kỹ. Tuyệt vời. Em thấy thì bên ngoài những cái như là đang ở Hội An vậy á, mấy rất là Việt Nam luôn chứ không có Hàn Quốc. Còn đồ ăn thì em thấy nếu mà mọi người ăn một phần á thì sẽ là vừa đủ. Còn nếu mà ăn nhiều như anh em mình á thì nó sẽ quá là no. Quá là no. Như mình thì ăn nhiều thì tầm 2 phần là đủ. Còn nếu mà một người ăn ít thì có thể đi với 2 người. Sẽ đỡ, mỗi người trả chỉ cần 60 đến 70 nghìn là ăn ngon bình thường. Ủa, mẹ em là gì? Nani? Xin là bao nhiêu? Dạ, xin là 93. Ba hả? Vậy chị tính tiền nha. Vậy chị tính tiền nha.